Hello các anh em, Thierry Mugler, Cologner. Nếu như các anh em nào đã từng nghe qua về chai nước hoa này thì đây là một cái mùi hương của xà bông. Một cái cảm giác khi mà xịt xong rất là sạch sẽ, giống như kiểu chúng ta vừa ở trong nhà tắm bước ra. Đó, đấy là cái tông mùi chủ đạo về chai nước hoa Cologner này. Nhưng mà các anh em yên tâm, nội dung của video ngày hôm nay không phải là chúng ta sẽ review về sản phẩm này, mà đó là một cái câu chuyện khác. Nếu như ai đã từng sử dụng chai nước hoa này thì đều biết là cái hiệu năng mùi của nó rất là kém. Mặc dù là xịt trong mùa hè thì rất là sạch sẽ, thế nhưng hiệu năng mùi của nó rất là kém. Và vừa xong mình vừa chợt nảy ra một cái ý tưởng, đó là nếu như chúng ta tăng số lần xịt lên hơn gấp nhiều lần so với bình thường thì mùi nó có đậm lên hơn không và bám nó có tốt lên hơn không. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái bài test nho nhỏ về chai nước hoa này. Đó, thì thông thường thì chúng ta là xịt 2 shot và mỗi một điểm xịt. Thì bây giờ lát nữa mình sẽ xịt 2 shot vào đây. Đó, và một bên mình sẽ tăng lên gấp 5 lần 10 shot vào đây. Bởi vì ngày hôm nay thời tiết Hà Nội cũng khá là nóng. Đó, khá là nóng. Và lát nữa mình sẽ có kèo cà phê với mấy người anh em thiện lành của mình. Và mình sẽ đi và mình sẽ hỏi là mùi nào đậm, mùi nào nhạt. Mình sẽ không nói là mình thay đổi số lần xịt, mà mình chỉ hỏi là cái nào đậm nhạt hơn mà thôi. Đó, đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình xịt trước đã nhá. Ok. Mẹ ơi, xịt 10 lần vào một chỗ thì đúng là có biết mình có chịu nổi được không. Ok nhá, anh em nhá. Tay bên này mình sẽ xịt là 2 lần. Ok. Chơi luôn. 1, 2. Shopee. Ok. Hôm nay là 10 lần. Oh man. Shit. Ok, 10 lần nhá. Đến này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 lần xịt. Nhìn tay mình nha anh em. Ok. Một bên và xịt 2 phát giống như chúng ta xịt hàng ngày, và một bên chúng ta sẽ nhân lên gấp 5 lần để xem mùi hương nó có mạnh hơn không, nó có đậm hơn không, và mọi người ngửi sẽ thấy là như thế nào. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đợi khô và khoảng nửa tiếng nữa mình sẽ đi cà phê với các anh em, sau đó hẹn gặp lại mọi người ở trong quán cà phê nhá. Ok các anh em, bây giờ là mình đang cà phê với mấy người anh em thiện lành của mình và chúng ta sẽ có một so sánh. Mày bây giờ tao có một mùi hương. Một mùi hương xịt hai bên xong mày gửi cho anh xem là mày thấy có cái gì khác biệt không? Chỉ là một chai thôi. Đấy. Đây bên này trước. Đây. Có thấy gì khác không? Mày có thấy cái gì khác không? Đậm nhạt không? Có, thấy bên này đậm hơn một chút. Bên này đậm hơn á? Ok. Rồi bây giờ lấy lượt Lâm. Mày gửi cho anh. Đậm nhạt thôi. Bên nào đậm nhạt bên hơn? Bên đậm hơn này. Bên này đậm hơn. Cái này các anh em không nhìn thấy. Tiếp đi, tiếp đi. Ok. Bên này đậm hơn. Bên này đậm hơn. Bên okay. Này em lại cái gì bị ảnh hưởng với anh phải đảo đảo tay. Nhắm mắt là tao có cái hai tay đảo thủ gì mày. Tao có phải 27 tháng 7 đâu. Không à. Em thấy bên này đậm hơn mà. Hay là dòng được bên này trước à? Không phải đâu, nó mũi anh đang tìm. Yeah. Gửi lại đi. Ok, gửi lại. Hai con đứa chèo. Không như nhau, cố lừa anh em mình. Chả thấy gì cả, như nhau mà. Như nhau, okay. Nhau. Anh em thử cho để không? Hoa, con này như chả lại nhé. Con này à? Chả, chả. Bên này đậm hơn. Bên này đậm hơn. Ok. Vậy là... để nói qua, nghĩa là đây là chai Mugler Cologner. Nhưng mà anh xịt một bên là có 2 sọt thôi, một bên là 10 sọt. Để mà so sánh, bởi vì đây là một chai mà bám rất là kém. Điều hộ mà. Mugler Cologner. Thì bên này anh xịt 10 sọt, bên này anh xịt có 2 sọt. Để xem là ví dụ mình xịt xong một lúc sau dry down xong mình đi đây đi đó thì khác biệt gì không? Khác biệt gì không? Nhưng bên này chứng tỏ là về cơ bản là vốt đậm hơn. Nhưng mà nó không đáng kể đâu. Không đáng kể. Okay.
thực ra đây không thể gọi là một phương pháp xì giống hoa mới, mà đối với mình đây chỉ là một trong những cái phương pháp tìm và thử để làm sao mà tăng cái hiệu năng một cái mùi hương nào đó mà chúng ta thích. Nhưng không may rằng về có thể là do cơ địa hoặc là có thể là do cái mùi hương thì bám trên da chúng ta nó không được như mong đợi. Thì bên cạnh ví dụ như là chúng ta dùng lotion này, giống như chúng ta dùng Eye Super, giống như một cái video mình đã từng nói là mấy cái phương pháp để tăng hiệu năng của mùi ấy, đấy mình sẽ để ở đây để các anh em tham khảo lại. Thì mình nghĩ rằng cái cách tăng số lượng xịt đó cũng là một trong những cái gọi là cái phương án để chúng ta tham khảo thêm, để làm sao cái mục đích cuối cùng đó là chúng ta đi ra ngoài và ôi dồi ôi anh kia anh xịt cái mùi gì mà thơm thế. Thế là xong, thì vừa xong video này của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy là like video này, ok. Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt và gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.